Đấy. Đây là chim bồ câu. Đây là bổi của anh em mình nhá. Bây giờ sẽ lấy cái bổi này ra. Đấy, lấy ăn cứt. Không. Riêng tất cả những con chim bồ câu này bây giờ băm hết ra để quấy tiết canh. Ui nước. Tình hình là bồ câu nhà mình nó đẻ nhiều quá. Mẹ mình bảo là nó ăn còn tốn hơn cả gà ấy. Mà toàn đẻ vào ổ ấp với lại gà sò ấy. Nó còn ấp chanh cả gà, ăn chanh của gà. Đạp nhau lẫn lộn mọi người. Thế nên là mẹ mình bảo thịt bớt đi. Hôm nay mình quyết định là sẽ chiêu đãi Mau Đệ một món tiết canh chim bồ câu. Ăn tiết canh chim bồ câu bao giờ chưa? Làm gì có ai làm tiết canh chim bao giờ. Hôm nay mình sẽ làm tiết canh chim bồ câu. Đấy. Let's go. Đấy. À, con này mình sẽ hãm tiết canh nó nhá. Còn một con nữa thì để dự phòng, mọi người biết làm gì không? Sợ là hãm không được. Hãm không được tiết canh của nó ấy. Con kia dự phòng là nếu mà con này hãm lỗi, con này cắt tiết để nướng lên băm làm bổi. Tiết thì hãm. Giả dụ nếu như không hãm được thì còn có con dự phòng kia là sẽ cắt trực tiếp vào. Đấy, vào buổi mình sẽ thử hãm như kiểu hãm tiết canh vịt nhá. Một một mắm hai nước. Nếu mà vịt ấy, thì nó to mình dùng muôi, còn chim bồ câu bé mình dùng thìa. Một nước, hai nước, một mắm nữa là ok. Một mắm chắc là con chim bồ câu này chắc chỉ được một bát tiết canh thôi mọi người. Làm gì được, không được á? Chưa chắc. Thế thì anh phải chụp con bồ câu vào. Anh cho nó phá bụng. Nhưng mà nó bay hết rồi, bắt được mỗi hai con làm nắp. Chứ nó không. Nó lại càng nhiều lắm. Chứ không là thịt hết. Hàng xóm này nó lại càng ghét. Bồ câu tân gian trộm ngô với lúa. Với lại đậu trên trên nóc nhà nên người ta ỉa đây xuống dưới. Mẹ mình mà bắt đi nhưng mà cứ quên, tối định ra bắt nhưng mà tối lại không nhớ. Thôi hoặc tiếp cho mày sang tiếp khác nha. Thử hãm tiết canh bồ câu xem thế nào nhé mọi người nhé. Bồ câu khá là nhiều tiết canh đấy, khá là nhiều tiết đấy. Tiết hãm được không? Hãm tiết bằng móng chân. Móng chân đang cần cái gì đấy hoặc tiếp cho mày sang tiếp khác nhé. Ấy. Không, thôi được. Ấy, nhiều nó nhấc lên. Đấy, mình cứ đưa. Đấy, thì nhá, nó chảy ra nhiều nơi các bạn. Đấy. Ui, làm tiết phết mọi người ạ. Nhiều phết mọi người. Nhiều tiết ghê thật. Được bát cái cành đấy. Rồi, ok, mày đem vào lông đi. Đấy nha mọi người nha. Được một bát này. Không biết là nó có bị đông không, nhưng mà nếu mà bị đông thì còn có con dự phòng kia. Bây giờ sẽ đem cất lấy đã. Cất vào một chỗ. Đấy. Đây là chim bồ câu. Ui. Đây là bổi của anh em mình nhá. Bây giờ sẽ lấy cái bổi này ra. Đấy. Lấy ăn cứt. Không. Riêng tất cả những con chim bồ câu này bây giờ băm hết ra để quấy tiết canh. Ui nước. Em cắn thử miếng em có không. Chi nữa. À bây giờ vào kia lấy ít rau đi để anh ra băm bổi. Ui. Thử phải xem tiết canh hãm được không đã chứ băm bổi xong rồi. À còn một con dự phòng nữa cơ mà. Sợ gì? Đi lấy. Em đi lấy cái nhá. Lấy rau. Tí rau mùi là được. Ok mọi người ạ, bây giờ sẽ đem ra để băm bổi làm tiết canh nhá. Cái này là mình không ướp gì đâu, bổi chỉ nướng không đâu. Ấy từ băm trước đã, băm cái này trước. Băm thịt trước ấy. Đấy. Trước khi mà mọi người làm món tiết canh ấy,
chọn bổ làm tiết canh ấy, mọi người phải kiếm một người rất chi là chịu khó ăn uống, bảo người ta thử xem có chín chưa. Nhiều bây giờ má đại ca chạch cho má đại một cái, ăn thử xem ngon không. Ui. Nước này tí nữa đừng có húp nhá. Đây là hòa với nước nước sôi để đánh cái canh cho nó ngọt đấy. Tí nữa lại húp mất. Xem chín chưa nhá. Anh em bảo chín chưa? Chín rồi. Ui. Trúng rồi. Mẹ ơi. Rồi. Ui, ngon chưa? Nước sôi á. Mất cái rơi mất cái mề anh em ạ. Thôi để đây thì tí nữa rửa. Ra này trúng này. Sắp rửa thế nhỉ? Băm này sắp rửa thế nhỉ? Ok, bây giờ sẽ đây. Béo thế. Béo quá mọi người ạ, làm miếng ra. Cho mềm vào cái đùi. Ui giời. Ui. Vàng khề này. Ngon. Cho em cái đùi á. Đây. Mình cũng làm cái đùi. Mời tất cả mọi người nhá. Cắt cơn cái đùi mọi người. Nhìn nó ngọt quá, đẹp cháy nước miếng. Ngọt đúng không? Không ướp gì đâu. Ngọt. Không có muối. Con dài rồi, già. Già, dài chim già mà. Chim già mà mọi người. Đây là mình bắt chim già, không phải chim non. Chim non thường người ta hay... Clip. Thế phao câu rồi. Thì tôi ăn cái miếng đùi ngon rồi. Ngọt thật đấy. Ba. Ngọt mọi người ạ. Ăn nó phải dai như này. Còn mới ngon mọi người ạ. Nướng ngon thật. Không ướp gì. Nếu mà nướng không á, cho thêm tí mắm với muối vào rồi. Hết giờ rồi. Chứ còn nướng kiểu màu mè không ngon. Đó, mình chả bôi cái gì cả. Tự màu như này. Ngon. Nhưng mà hôm nay món chủ đạo là tiết canh thế nào. Nó lại bằm rồi. Bằm bưởi anh em ạ. Đây. Nhưng mà riêng cái phần phao câu này sẽ dành cho máu đệ. Đớp đi. Lúc nãy em làm được cái rồi. Đớp đi em. Rồi, mang để nó ăn cái phần bình dầu này, mình sẽ ăn cái phần trong. Béo thế. Thôi, ăn thế thôi, tí nữa băm mồi ra chả có gì, đánh chất canh. Ngon ạ. Có đây ngon thật đấy. Ngon. Nướng này ngon hơn nhiều kìa. Cái óc này là bổi không cần. Béo thật. Ngon chim, ngon nhất cái đầu vậy. Cho mày một cái nuôi con. Kem ngủ hả? Đây. Óc. Mắt đấy. Nhiều thế. Mắt nó ngon. Móc cái mắt ra mà ăn thôi. Không băm nó cũng quý. Đây. Thưởng cho con ẩu. Còn đâu à. Băm tất ra. Kể cả xương cũng băm vụn ra. Và lấy cho anh một cái bát nữa để định bổ. Băm tất ra nhé mọi người nhá. Kể cả cái thịt này này. À. Nhìn cái thịt ướp của nó nhá. Mình xẻo một miếng thịt ướp cho mọi người xem. Như vịt quay Trung Quốc luôn. Úi, thấy chưa? Úi, rồi. Cái tái này ngọt lắm đấy. Làm miếng đã. Nhìn cái vịt quay Trung Quốc không? À, và vịt quay Bắc Kinh. Mình biết là cách làm vịt quay Bắc Kinh rồi. Hôm nào mình sẽ làm. Nhưng mà nướng lên nó phải bóng lộn luôn cái vịt rồi. Đẳng cấp. Bổ
bổi nướng bao giờ nó cũng ngon hơn cái bổi luộc nha mọi người nhá. Mà nó thơm là nó thơm hơn. Cực kỳ ngon luôn này. Đó. Anh ơi, cho hạt dổi không? À ừ, lấy hạt dổi nướng. Lấy hạt dổi nướng cho vào nhé. Ừ, lấy hạt dổi nướng là cực kỳ ngon luôn. Nào, đưa bát đây. Đấy, tuyệt vời. Nhưng mà riêng một con chim này phải đánh khoảng độ tầm 4 bát tiết canh anh em ạ. Chứ nhiều thế này tí nữa mình chia ra cái bát nhỏ ấy. Mình chia ra cái bát nhỏ chứ không để bát to này. Tại vì tiết được rất là ít. Khả năng mình sẽ đánh một nửa chỗ này thôi. Một nửa chỗ này bổi thôi. Tại vì không đủ tiết đâu. Thêm tí rau vào. Làm thêm tí hạt dổi nữa cho thơm anh em. Cái này phải cho vào không ấy? Hả? Có đấy, có, từ từ đừng có cho vào đấy. Để hòa nước để đánh tiết canh luôn. Cho tí hạt dổi là cực kỳ thơm. Lấy thêm bát con với lại nước lọc để đấy. Đấy. Trộn lên. Cái món tiết canh này anh em mình là món sở trường của anh em mình. Mình đánh tất cả các loại tiết canh từ đông sang tây. Nhưng mà có một loại tiết canh là mình chưa đánh. Tiết canh đấy thì hơi kinh. Đấy. À, cái bát tiết canh mình hãm ok nhé mọi người nha, nhưng mà được ít quá, khả năng là phải hai con mới đánh được một bát tiết canh này. Mà nhiều ít ấy. Khả năng chỉ được một bát nhỏ này thôi ấy. Chỉ thế thôi. Bây giờ không nên tham, tại vì tham nó sẽ mất ngon bây giờ. Này, cái nước nó nhiều hơn là cái tiết rất là nhiều nhá. Đấy, thấy chưa? Vớt bỏ cái nước nó đi. Lấy cái tiết không thôi, tí nữa cắt thêm một con nữa đánh thì khả năng sẽ được một bát. Gọi là khả năng thôi. Tiết canh chim bồ câu. Chim bồ câu để chim già, còn cái loại non chắc không nên ăn nhỉ? Sao non thịt nó mềm nó ngon, nhiều người thích ăn chim non hơn. Ăn chim già mới ngon. Nhiều người thích ăn chim già. Chim già ngon hơn đấy mọi người ạ. Chim non thì nó mềm hơn, thường người ta nấu cháo. Trẻ con, người già. Uầy, toàn nước, có tí tiết bộ. Có nước lọc chưa? Nước lọc đây này. À, nước mắm. Thêm tí mắm. Có mắm. Mắm kia, mắm để bên. À thôi, không cần mắm, được rồi. Thế thôi. Chợ mắm. Nhiều nước này. Lắng được tí tiết ở bên dưới rồi. Thấy nó chảy ra khá là nhiều tiết mà. Thế mà được rất là ít nha mọi người nhá. Nó chỉ gọi là phai màu ấy. Nếu mà anh ơi, nếu mà đánh tiết bằng muối ấy, thì nó có đậm nhiều nước à? Muối thì vẫn phải cho nước. À, muối thì nếu mà muối không với tiết ấy, thì nó bị đông quá. Chỉ có lợn với những con bốn chân ấy, thì nó dễ đánh bằng muối. Đấy, người ta đánh bằng lợn này. Mai mình sẽ làm một con lợn hun khói. Anh em ăn lợn hun khói cái gì? Hun cái lợn nữa. Hun khói cả con. Ngon lắm. Lợn hun khói cả con. Nhà má đấy cả nhiều lợn lắm. Rồi. Ok. Giờ sẽ đũa đâu nhỉ? Đũa lấy cái đũa đi. Đấy, một con chim nó được có chừng này tiết rồi nhá, rất là ít. Đó, bây giờ sẽ cắt thêm một con nữa để đánh được một bát nhá. À, cắt hoa vào đây luôn trong hoa nước. Rồi, kết cho mày xong kết khác. Để ngang thế là không chảy đâu. Lúc nãy bỏ ra vãi là nó chạy thẳng thẳng rồi. Thấy chưa?
50 đồng một bát thịt đây. Khả năng chỉ đánh được một bát tiết canh thôi nha mọi người nhá. Đánh cái bát to này, à bát nhỏ thôi. Ui, vừa khéo một bát luôn. Hai con bồ câu được một bát tiết canh nhỏ. Còn đâu toàn nước thôi, vớt ra rất là nhiều nước. Thôi cái này tí nữa rang ăn cơm. Bây giờ đợi cái này cho nó đông nhá. Gần đông luôn. Quên mất mì chính anh em ạ. Vẫn chưa đông, cho thêm tí mì chính vào cho nó ngọt nước. Phải có nước mì chính nó mới ngọt và nó mới đông anh em ạ. Đấy, có nước mì chính vào cảm giác nó đông luôn nhá. Đấy, cảm giác nó đông đấy. Hai con bồ câu mới được một bát tiết canh nho nhỏ. Đợi thôi, bây giờ đợi xem nó đông không. Ok nhá mọi người nhá. Đông cứng luôn. Đông đẹp hơn cả tiết canh vịt. Thật. Ôi, không biết úp được không nhỉ? Không, cái này để chưa được lâu, để lâu khéo úp được ấy. Mình sẽ thực hiện một pha gọi là thử xem là tiết canh chim mình đánh ok không nha anh em nhá. À. Để chưa được lâu lắm đâu, nhưng mà mình sẽ thử xem là tiết canh chim bồ câu hôm nay như thế nào nhá. Ai không, không được, không được kiểu gì vẫn muốn ăn được ạ. Đây, nó bị long chân rồi. Long chân rồi. Chuyển từ bát này sang bát khác nhá. Long chân rồi. Ôi, đây, không có nước đâu nhá. Không có nước luôn. Chuyển từ bát này sang bát khác ok luôn này. Ăn đi. Đấy, thấy chưa, đẹp chưa. Thử xem nhá. Mời mọi người miếng tiết canh chim bồ câu của anh em mình nhá. Cho Mao Đệ test trước. Đây. Đây. Mình cũng chưa bao giờ được ăn tiết canh chim bồ câu cả. Cò mình làm rồi. Lần đầu tiên Mao Đệ được ăn món tiết canh chim bồ câu đấy mọi người. Ôi, đông luôn. Ngon nhá, sớm này. Không có miếng chanh nào nhỉ. Ui. đông cực kỳ luôn nhá. Thế nào? Ngon, thơm mát. À, mình cũng thử một miếng nhé mọi người nhá. Tiết canh như đông thì đông nhưng mà vẫn phải có tí nước ở dưới. Nó sẽ đấy hơn. Mát và thơm lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Có hạt dổi ấy, hạt dổi này là rau ấy. Ngon nhỉ. Ừ. Bổi này chất lượng. Bổi chim nó chất lượng này. Cái miếng. Ngon dã man. Bổi chim cực kỳ ok nhá. Lấy miếng chanh nhá. Bổi chim cực kỳ ok nhá. Đấy. Nó còn tí nước thôi. Bây giờ phải tiết kiệm. Bổi giòn ấy. Ăn nó mát. Nó ăn cũng khá là giống tiết canh vịt đấy. À, thì đó mình phải thử lại một miếng nữa. Thế em thử lại miếng rồi. Nó mát. Giống kiểu tiết canh vịt à, ăn tả thế nào nhỉ, nó ngọt, cái bổi nó ngon lắm. Cái bổi đó. Nhưng mà mát hơn tiết canh vịt nhỉ. Úi giời. Cạn tàu rau máng đấy. ngọt đấy nhỉ. Ai?
Ăn cam đi. Mà ui, ra bắt hai con nữa đánh người giết đây. Ra bắt hai con nữa bánh vào đây. Bộ này chất lượng dã man luôn. Ngon, ngọt thật. Bộ này ngon, thơm. Giết canh thì giết canh, lúc nào cũng phải có hạt rổi mà. Giờ anh em mình chạy ra rình bắt hai con nữa để đánh. À, bắt bốn con nữa vào đánh tất chỗ này luôn. Bốn con là mới đủ vào chỗ này để đánh đấy. Tại vì hai con đánh được mỗi bát nhỏ nhỏ không. Còn chỗ này một bát cũng nhỏ nhỏ nữa. Tầm đấy, bốn con. Mà chỉ sợ bây giờ nó bay hết rồi thôi. Giờ vào rình. Hay, anh ơi. Nó nhiều lắm. Nhé, nó nóc ở ổ phải không? Anh lấy cái vợt câu cá ấy. Hút một bát ở trên. Ra xem nó vào ổ rồi đã. Nhiều lắm. Bọn này ăn nó tốn hơn gà nhưng mà chả được tác dụng mẹ gì cả. Chỉ đi ỉa, mới đi ăn ngô của chanh ngô của gà thôi. Ỉa trắng cả sân.